Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay Khoa xin giới thiệu lại cho các anh chị và các bạn về huyện đảo Cần Giờ. Trong những ngày vừa qua thì chúng ta có được thông tin là Vingroup đã quay trở lại huyện đảo Cần Giờ và đã có các cuộc khảo sát với khá là nhiều đại lý ở khu vực này. Và lập tức ngay sau đó đã có những cái nhà đầu tư cũng đã quan tâm thì đã có những chuyến khảo sát tiếp theo sau đó tới khu vực này, thì đã làm cho người dân ở đây cũng khá là nôn nao vì họ hy vọng là cái khu dự án lấn biển sẽ tiếp tục khởi công sau rất là nhiều năm mà đã bị ngưng hoạt động, ngưng các công trình xây dựng ở đây. Trước khi đi vào flycam về những cái khu vực gần ngập mặn thì Khoa xin giới thiệu lại cho các anh chị về huyện đảo Cần Giờ. Thì trong điều kiện tự nhiên của huyện đảo Cần Giờ thì huyện Cần Giờ tiếp giáp biển Đông với khoảng 20 km bờ biển. Ở đây có khu rừng ngập mặn Cần Giờ, một khu rừng ngập mặn đang xen với hệ thống sông Gạch dày đặc chứa đựng các hệ sinh thái mang tính đa dạng sinh học cao với nhiều loại động thực vật đặc hữu của miền duyên hải Việt Nam. Đất lâm nghiệp là 32.000 hecta, chiếm 46,45% diện tích toàn huyện. Đất sông Rạch là 22.850 hecta, chiếm 32% diện tích đất toàn huyện. Vùng ngập mặn chiếm tới 56,7% diện tích toàn huyện. Huyện có khoảng 69 cù lao lớn nhỏ. Thì trong chiến tranh Việt Nam, rừng sát ở Cần Giờ là căn cứ của lực lượng đặc công nước quân giải phóng. Về vị trí địa lý và giao thông, Cần Giờ là huyện duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh giáp biển, nằm ở phía đông nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ. Cần Giờ giống như một hòn đảo tách biệt hoàn toàn với xung quanh, bốn bề là sông và biển. Sông Đồng Tàu trải qua giữa huyện. Phía bắc ngăn cách với huyện Nhà Bè bởi sông Xoài Rạp. Phía nam giáp biển Đông, phía tây ngăn cách với các huyện Cần Duộc và Cần Đước của tỉnh Long An, huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang và ranh giới là sông Xoài Rạp. Phía đông bắc ngăn cách với huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai bởi sông Đồng Tàu. Phía đông nam tiếp giáp với thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ranh giới là sông Thị Vải. Do bị ngăn cách với các địa phương khác bởi nhiều sông lớn chưa có cầu bắc qua nên hiện tại đến Cần Giờ đều phải dùng phà, chủ yếu là phà Bình Khánh. Đường bộ quan trọng nhất ở Cần Giờ là đường rừng sát chạy từ Tây Bắc tới Đông Nam huyện, mới được nâng cấp xong vào giữa năm 2011. Huyện Cần Giờ có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Cần Thạnh và 6 xã An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Ý Nhơn, Tam Thông Hiệp, Thạnh An. Huyện Cần Giờ có các vị trí đặc biệt trong bản đồ hành chính của thành phố Hồ Chí Minh với diện tích tự nhiên khoảng 70.428,58 hecta, là huyện đảo duy nhất của thành phố với bốn bề là biển và hệ sinh thái rừng ngập mặn đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Không chỉ vậy, huyện Cần Giờ còn sở hữu hệ thống sông dày đặc cùng nhiều khu di tích lịch sử nổi tiếng, nơi nuôi dấu những người chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Mới đây, chính quyền thành phố đã đưa ra đồ án quy hoạch Cần Giờ năm 2018 đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030. Ngoài phát triển tiềm năng có sẵn nhưng song song với đó là việc giữ gìn bảo vệ hệ sinh thái, yếu tố lịch sử, nét văn hóa truyền thống của địa phương. Còn quy hoạch bố trí khu tái định cư và nhà ở xã hội phù hợp với hệ thống nhất của quy hoạch tổng thể. Chức năng nén, không phân tán, không nằm sâu trong đất liền, phải kết nối tốt với nhau và đồng bộ khu đô thị lấn biển. Thực hiện quy hoạch này giúp Cần Giờ trở thành điểm đến đầu tư tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, công nghệ cao hay du lịch nghỉ dưỡng. Nhằm tạo đà phát triển thì Cần Giờ đưa được mạnh tay đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông phối hợp với các nguồn lực kinh tế xã hội của vùng.
tiêu biểu như bản đồ quy hoạch Cần Giờ năm 2018 là xây dựng con đường từ Nguyễn Lương Bằng nối dài và điểm cuối kết nối với đường rừng sát nhằm phát triển thuận lợi khu kinh tế sinh thái. Kế hoạch xây dựng cầu Bình Khánh thay cho phà giúp giao thông di chuyển dễ dàng và tạo ấn tượng cho du khách tham quan khi đến với Cần Giờ. Cây cầu góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của huyện đảo. Thì Khoa cũng xin thông tin thêm, thì bây giờ cái cầu mà thay cho phà Bình Khánh đó được với cái tên gọi là cầu Cần Giờ, và cầu Cần Giờ với vốn hơn 5.000 tỷ đang được có những cái động thái ban đầu cho việc xây dựng và đã được chọn về cái thiết kế theo hình cây đước. Ngoài ra chúng ta có cái tuyến đường cao tốc từ Long An đi ngang qua khu rừng ngập mặn Cần Giờ với hai cây cầu, đó là cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh. Thì các anh chị đừng có nhầm lẫn như cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh nha. Cầu Bình Khánh không phải là cầu Cần Giờ, mà cầu Bình Khánh nó chính là nằm thuộc cái đoạn tuyến cao tốc. Cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh đó chính là hai cây cầu nằm thuộc tuyến cao tốc và hiện sẽ chưa có cái nhánh xuống Cần Giờ, mà dự kiến trong tương lai thì có thể chúng ta sẽ có nhánh rẽ xuống Cần Giờ, nhưng mà hiện tại thì sẽ đã không có ở trong cái quy hoạch. Còn đi vào Cần Giờ sau này thì chúng ta sẽ là có cầu Cần Giờ. Cầu Cần Giờ sẽ thay cho phà Bình Khánh. Xin thông tin lại cho anh chị. Về khu dân cư đô thị thì sẽ quy hoạch làm 4 khu dân cư. Cụm dân cư Bình Khánh, mật độ dân số xây dựng là 25-30% và dân số dự kiến là 80.000 người, với diện tích tự nhiên là 600 hectare nằm ở phía bắc huyện Cần Giờ. Tiếp theo là khu dân cư An Nghĩa, là cụm khu dân cư bao gồm hai xã An Thới Đông và Bình Chánh, diện tích tự nhiên khoảng 150 hectare, mật độ xây dựng khoảng 20-25%, dân số ước tính là 16.000 người. Cụm khu dân cư Dần Xây với dân số dự kiến là đến năm 2020 là 14.000 người, mật độ xây dựng là 20-25% nằm ở phía bắc của huyện. Tiếp theo là cụm khu dân cư đô thị cảng biển Long Hòa, Cần Thạnh. Đây là khu đô thị có vị trí quan trọng nằm tại ở phía nam huyện Cần Giờ. Trong dự án quy hoạch một phần 5.000 này sẽ quy hoạch bảo tồn hệ sinh thái tại khu dự trữ sinh hội quyển thế giới rừng ngập mặn của huyện, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh, khả năng phòng thủ bờ biển khu vực huyện Cần Giờ. Mật độ xây dựng 25-30%, diện tích tự nhiên khoảng 4.600 hectare và dân số dự kiến đến năm 2020 là 420.000 người. Trên màn hình của chúng ta là khu vực biển. Đây là khu vui chơi giải trí mà VinGroup đang được xây dựng và đã tạm ngưng cũng khá là thời gian dài. Thì đó chính là khu du lịch đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, là một trong những đại dự án của tập đoàn VinGroup, nhưng hiện đang đối mặt với sự phản đối của một số nhà hoạt động vì có khá là nhiều rủi ro khi phát triển một khu đô thị rất là khổng lồ tại cái khu dinh gần với khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Thì mới hồi sáng này thì có bài báo Thanh Niên đã có cái cuộc phỏng vấn nói về khu đô thị tại Cần Giờ này. Thì qua xin trích lược sơ lại cái bài báo phỏng vấn đó. Thì bài báo với tựa đề là Thành phố luôn mong muốn phát triển Cần Giờ đúng tầm. Thì chính phủ vừa phê duyệt dự án khu du lịch lấn biển Cần Giờ. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích đột phá về đời sống kinh tế xã hội cho Cần Giờ nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Tuy nhiên, xung quanh dự án này cũng có không ít những thắc mắc quan ngại về vấn đề môi trường sinh kế của người dân. Thì Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Đức Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Thư ký thường trực Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ,
người tâm huyết và hiểu rất rõ về Cần Giờ, từ địa lý, thổ nhưỡng đặc thù cho tới pháp lý chủ trương và mong muốn của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh về vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được tính thức này. Thì tiền tiêu ứng phó với nước biển dân, khu dự trữ sinh quyển thành phố đã có quy chế quản lý, trong đó là có quy định rất rõ về vùng lõi, vùng đệm, vùng chuyển tiếp. Theo đó là vùng lõi rất giới hạn các hoạt động kinh tế, chỉ cho hoạt động các truyền thống lâu đời. Ở vùng đệm thì chấp nhận các hoạt động kinh tế theo truyền thống, phục vụ người dân địa phương. Còn vùng chuyển tiếp chấp nhận các hoạt động kinh tế ở cường độ cao. Khu du lịch, dự án khu du lịch lấn biển Cần Giờ cách vùng lõi 18 km, hoàn toàn nằm trong vùng chuyển tiếp nên không ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt với quần của rừng ngập mặn. Thậm chí ngay cả với hệ sinh thái rừng ngập mặn thì khu vực bãi triều cũng không nằm trong rừng ngập mặn. Những hoạt động chuẩn bị xây dựng, vận hành khu đô thị đã có quy trình giám sát về mặt kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với những hoạt động khu vực đó. Theo ông thì đây là khu đô thị theo đúng chủ trương tiến biển của thành phố. Về mặt pháp lý đã được chính phủ phê duyệt đầu tư. Bây giờ cái quan trọng nhất là thực hiện dự án như thế nào để đảm bảo đánh giá tác động môi trường và được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt. Tiếp theo là biển Cần Giờ cũng đang đối diện với tình trạng nước biển dân. Theo ước tính là đã có tới mất tới 30.000 hecta. Thì không biết là dự án lên thì sẽ có mất thêm đất hay không, thì ông đã trình bày là chính xác là 30.000 hecta biển mất, nhưng mất là do quá trình xói mòn tự nhiên, không phải do nước biển dân. Thì khi xây dựng dự án với mục tiêu là khu đô thị sinh thái ven biển, đồng nghĩa với việc người ta sẽ vận hành bảo vệ nó một cách tốt nhất. Còn ngoài ra cũng có quan ngại về sẽ mất việc làm của người dân. Thì theo ông là khi mà dự án hoàn thành thì dân số dự kiến là 220.000 người, gần gấp 3 lần so với hiện nay. Thì việc mà có cái khu đô thị này vô tình nó cũng sẽ làm cho người dân có thêm nhiều cái việc làm. Là dự án này tới 217.054 tỷ đồng, quy mô 2.870 hecta, thì xây dựng khu đô thị lấn biển nghỉ dưỡng, hội thảo, hội nghị, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ khách sạn, v.v. thì sẽ tạo ra rất là nhiều việc làm, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân và đào tạo con em của họ có thể làm trong ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng. Đó là điều chắc chắn. Đó là sơ lược về cái bài báo sáng nay. Thì tới đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip này. Các anh chị nếu mà thấy kênh của Khoa hữu ích cho mình thì vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip tiếp theo mà Khoa sẽ đăng. Sẽ có một video về Cần Giờ sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.